Chào cả nhà, đến hẹn lại lên. Hôm nay mình sẽ làm sữa chua. Sữa chua nhà làm ngon như nhà làm ha. Thì thường sữa chua mình làm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình thường ít có khi nào mình up clip lắm. Thì có nhiều bạn cũng vô hỏi, thì mình cũng đã có chỉ rồi, nhưng có nhiều bạn phản hồi lại là chưa chưa có đạt yêu cầu ha. Hôm nay thì mình sẽ quay một clip làm sữa chua. Giờ chúng ta cùng làm nha. Nguyên liệu của mình làm là mình sẽ sử dụng là một hộp sữa đặc, một hộp sữa tươi và hai hũ cái. Thì thường á làm người ta sẽ không làm sữa tươi, nhưng mà do mình làm nhà mình cho mấy bé ăn á, nên mình làm bằng sữa tươi cho nó ngon. Thì mấy bạn nhìn thấy cái thao cái mâm này nè, là không phải là nó dơ cái ấy đâu nha, là do mới làm đổ cà phê xuống thôi. Nguyên liệu he là một, mà nhắc lại nguyên liệu là một hộp sữa đặc, một bịch sữa tươi, hoặc là mình có thể là thay lành nước lọc cũng được. Và cái thì tùy mình ăn chua hay không chua, thì mình có thể sử dụng một hộp một hũ cái hoặc là hai hũ. Thì nếu mấy bạn chưa có cái thì mấy bạn có thể sử dụng một hũ sữa chua Vinamilk có đường để làm cái nha. Đầu tiên là mình sẽ cắt sữa hộp ha, mình cho hộp sữa hộp ra ngoài thao hết. Thì nguyên tắc đó là một lon sữa nọ, một lon nước nóng, một lon nước lạnh. Thì sau khi sữa hộp này mình cắt cho hết, đổ ra ngoài thao, thì mình sẽ bắt đầu đổ nước nóng vào để mình tráng cái lon sữa hộp này, là coi như là mình đã hoàn thành một lon nước nóng. Rồi nước lạnh thì mấy bạn có thể sử dụng một nước lọc, thì mấy bạn có thể canh đủ một lon nước lọc này là vừa. Còn đây là mình sẽ không sử dụng nước lọc ha, mình sẽ sử dụng sữa tươi luôn. Thì sữa tươi của mình là thay thế cho một lon nước lọc. Đây là mình đã đổ nước sôi vào rồi, mình đổ ra ha. Thì đây là xong, hoàn thành một lon nước nóng ha. Tại vì hiện tại là mình đang một tay cầm máy quay và một tay làm, nên nó sẽ không có được thuận tiện cho lắm. Thì nước sôi khi mình đổ vào, mình sẽ quậy đều sữa lên. Sau khi sữa quậy đều sữa lên, mình mới cho nước nguội hoặc là sữa tươi vào nha. Sau khi quậy nước sôi với sữa đặc xong, thì bắt đầu bây giờ mình sẽ cho bịch sữa tươi vào. Nhà mình uống sữa tươi Vinamilk có đường ha. Thì cái đó tùy mọi người, nếu mọi người không có uống ngọt thì mọi người có thể uống làm bằng sữa tươi không đường. Tại vì cái này mình làm là thay nước nguội thôi. Sau khi cho sữa tươi vào thì chúng ta vẫn quậy, quậy đều lên ha. Nguyên tắc của nó là sữa đặc vào trước, rồi mình để một lon nước nóng, quậy đều lên rồi mình sẽ để sữa tươi hoặc là nước nguội, một lon nước nguội vào, quậy đều lên tiếp. Sau đó chúng ta mới cho cái vào nha cả nhà, không có để lộn quá trình này. Tại vì nếu mình rõ để lộn quá trình này thì nó sẽ, cái sản phẩm của mình nó sẽ không có ngon. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái. Đây, cái này là những đợt trước mình làm hay mình để lại hũ cái. Thì á, khi sữa chua mà mọi người làm xong á, lúc mà nó chưa có đông đá thì nó dẻo như vậy nè. Mình đổ xuống nè ha, nó vẫn không đổ ha, cả nhà nhìn kỹ đi ha. Mình đổ xuống nó vẫn không đổ. Đây, hũ này cũng vậy luôn. Đổ xuống nó sẽ không đổ, trút xuống nó sẽ không đổ ha. Là nó dẻo như vậy nè, nó mịn gì đó. Còn nếu mà mấy bạn làm xong á, mà mấy bạn cầm cái hũ mà mấy bạn đổ xuống mình nó đổ, thì nó vẫn chưa có, nói chung là nó vẫn chưa có đạt chuẩn, nó chưa có ngon á. Rồi bây giờ mình sẽ để cái vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái vào ha cả nhà. Nếu mà mình kỹ á, thì mọi người có thể là để nó qua cái giai đoạn này, để cho nó vô trong cái rây ha, để cho nó đều. Mà bây giờ cái rây nhà mình nó là bị hư rồi, nó bị hư rồi nên không có đều, không có bỏ vô được. Với mình phải cầm điện thoại mình quay như vậy nên nó hơi khó. Mình sẽ đổ như vậy ha. Rồi khi hai hũ cái để xong rồi á, chúng ta sẽ quậy đều lên. Mọi người quậy đều lên ha, để cho cái nó hòa vào trong cái hỗn hợp sữa này. Thì bình thường mình làm á, mình sẽ là để
cái rây á, để cái lên cái rây luôn, sau đó bỏ cái vào cái rây, sau đó để uống nước sữa này nè lên cái rây để cho nó đều hết luôn, thì như vậy nó sẽ đảm bảo cái việc đó là cái nó hòa trộn lẫn vào trong cái hỗn hợp này. Còn nhiều bạn á, thì nhiều khi để á, thì không có làm cái bước này, nếu mà mình không có làm cho cái nó đều chứ cái hỗn hợp này á, thì khi ra cái thành phẩm á, nó sẽ không có đồng nhất, không có đều hết. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó vào hũ ha cả nhà. Thì đây mình sẽ chuẩn bị một cái thùng xốp nhỏ để mình ủ. Thì thường á là có nhiều người sẽ làm kiểu này là họ làm là nguyên một cái nồi hỗn hợp như vậy, ủ xong ngày hôm sau mới vào hũ. Thì cái đó tùy cách mỗi người, nhưng ở đây mình vẫn thích đó là mình ra hũ sẵn, mình ủ như vậy á, thì cái lượng sữa mà sau khi nó thành phẩm rồi nó rất là ngon, hay là nó sẽ không có bị bở cái kiểu mà giống như mình múc đổ vào hũ nhỏ. Thì nói chung là do tùy người, nhưng mà mình vẫn thích cái kiểu mình ra hũ nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ra hũ nha cả nhà. Đây mình vô hũ rồi mình sắp vào thùng ha cả nhà. Thì thường ở đây á, mình làm á, là mình sẽ để nó lưng lưng thôi, không có đổ đầy. Vì đổ đầy á, thì tới hồi nó đông mình để cho nó ăn, nếu mình để ăn đông đá thì nó sẽ bị trào lên không có ngon. Thì đây là mình vừa cầm điện thoại mình quay ha, nên nó hơi vụn một xíu. Quay cho cái thao tác vô hũ. Rồi sau khi mình vô hũ rồi mình lại nắp lại nè. Thì mấy bạn kỹ mấy bạn có thể lau cái hũ cho nó sạch ha. Đây xíu nữa mình sẽ lấy khăn mình lau luôn ha. Rồi thường là mình làm cái này á, cái nguyên liệu là một hũ sữa đặt một hộ một bình sữa tươi như vậy á, nó sẽ khoảng là 15 hũ, có khi là 13 hũ, tùy cái hôm đó mình múc đầy hay múc lưng. Đây mình làm xong rồi, được hôm nay mình làm được tổng cộng là 13 hũ nha cả nhà. Đây sắp vô trong thùng như vậy. Tiếp theo là cái công đoạn mình ủ ha, thì ở đây mình sẽ chế nước sôi. Mình chế nước sôi là vừa lưng lưng tới cái cổ hũ thôi, không có để qua ngập qua hũ nha, tại ngập qua hũ là nó sẽ không đun hư á. Mình sẽ để tới lưng lưng hũ thôi và sau đó mình đậy nắp thùng lại là hoàn thành. Nhiều bạn thấy cái thùng á thì cứ hỏi là ủ khô hay ủ nước, nhưng thực tế là ủ đường nào mà cũng phải ủ nước sôi chứ, tại vì nếu không ủ nước sôi thì nó không có đúng đó. Mấy bạn chế ngập chế từ trên cái nắp luôn ha, cho nó sạch thùng hộp sữa luôn nè. Rồi chế ngập lưng lưng thôi nha, không có để nó ngập hút cái hũ nha. Rồi xong như vậy á thì mình sẽ bắt đầu đậy lại, vậy là xong. Thì cái này tùy nhà mình ha, thì mình có thể để bây giờ là 10 giờ tối, thì mấy bạn có thể để tới 8 giờ sáng, hoặc là nhà mình á thì thường mình sẽ để hơi trễ một xíu, hở 12 tiếng mình mới lấy ra. Vậy lại là xong ha. Thì thành phẩm của nó ra sẽ là cái giống hũ chua sữa chua cái hồi nãy mấy bạn coi vậy đó. Thì cái này quan trọng là như vậy nè, ở đây là mình làm cho hai đứa con mình ăn, nên cái sữa nó sẽ không có chua, nghĩa là nó không có chua cái kiểu mà chua ái heo, nghĩa là nó vừa dịu dịu ngọt ngọt, vừa vừa ngọt ngọt, vừa dịu dịu mà hơi có vị chua thôi. Còn nếu như nhà mình mà dành chỉ là người lớn ăn không, hoặc là muốn cho nó chua nhiều, thì mấy bạn có thể để lâu hơn 2 tiếng nữa ha. Còn hoặc là mấy bạn kỹ thì mấy bạn có thể làm khi mấy bạn thăm chừng nó buổi sáng buổi trưa, thì mấy bạn có thể thử coi nó cái độ chua nó vừa miệng mình chưa, thì làm thì tùy khẩu vị của mỗi người nha. Thì cách nhà mình làm, mà cái cách của mình làm á là cũng là kiểu như cha truyền con nói á, người ta làm từ bà của mình, thì bà của mình chỉ sao thì mẹ mình làm vậy rồi mình rồi truyền qua tới mình thôi, nên có thể là sẽ khác xíu với cách của mấy bạn làm ha. Chúc các bạn thành công nha. Nếu mấy bạn thấy cái clip mình hay thì có thể đăng ký kênh của mình ha. Kênh của mình là Khánh Văn Tâm. Xin chào các